Ok, hello, xin chào tất cả em mới vô nha. Hello tất cả em mới vô nha. Nãy giờ Khải hóng 10 lần rồi mà. Khải thì Khải bó tay với cái giai đoạn hóng binh này rồi. Khải hóng binh không bao giờ mà nó được êm xuôi thứ này. Toàn xịt thôi. Không nên nói cái vũ khí mình cần nè. Đậu xanh. Ok, đi đái cái đã. Đậu xanh, kiểu này xong rồi. Kiểu này chắc gặp chủ tiệm tập hóa thiệt rồi nè. Khải đi vào sân cái Khải hóa nha. Đây, còn 5 lần. Kiểu này không biết như thế nào đây. Đi đái cái đã tính sau. Khổ rồi, 10 lần rồi em ơi. 10 lần hết 10 kim rồi. Rồi, dứt. Ok, lần này Khải sẽ tiếp tục. Đây, anh em 450 anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ cho anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lên kênh nha. Và cho những anh em nào mà chưa xem á, có thể xem và ủng hộ cũng được nha anh em. Đây, lần này Khải sẽ tiếp tục 5 lần. Chì nó lên. Hoán ép cái hoán minh thạch nè, hoán cái tam sắc thạch nè. Giao dịch. Từ từ. Chưa bỏ xu, từ từ cứ bình tĩnh. Mua thêm vài viên thủy tinh nữa nè em ơi. Hoán chì. Lần này sẽ hoán chì nha. Clip 8 phút à, vãi clip 8 phút. Anh em cho Khải một like nè em ơi. Hoán là thay đổi vũ khí nè. Mình thay đổi thuộc tính của vũ khí là từ vũ khí này qua vũ khí khác gọi là hoán. Ở server này là hoán. Ôi. Xin cái nó. Bỏng nè em ơi, đậu xanh. Đồ, nó ra bỏng nè em ơi. Bỏng rồi tiêu các kiểu, chưa có một cái gì là mình gọi ưng ý cả. Tiếp tục là pha này chúng mình sẽ hóa cái bỏng. Mình hóa cái bỏng. Đâu, cái này nó phải hơn cây Khải và hơn lắm, ít nhất phải 300 lượt tay nè. Sao mà cùng lắm lên 50 lượt tay được, ít nhất phải hơn 300 lượt tay ấy. Hơn 300 lượt tay ấy. Khải cái tính sơ qua thì nó hơn phải tầm 350 lượt tay. Ok, đây là bắt 3. Hiện tại về đã hơn 10 lần rồi. Đậu xanh. Xin cái nỏ mà chua quá. Đau. Đục, cái này xong. Cái đau nè em ơi. Đậu xanh, đau cũng khó nha. Đau giờ quay là hóng cái phi tiêu thôi. Đây hóng là phi tiêu thôi. Hai cây nó tương đối thôi. Hai cây nó tương đối, một cây thì nó được sinh lực 50 sinh lực thì được 10 điểm tiềm năng cho đường môn. Còn cái này thì được 2 điểm sát thương hơn một chút. Đâu cái gì đau nè. Ok, tiếp tục Khải sẽ hoán pha này. Khải sẽ hoán cái tiêu. Khải sẽ hoán cái tiêu. Mười hai lần rồi em ơi. Mười hai lần rồi. Hiện tại đang có một cái đau này. Khải sẽ hóng cây tiêu. Giờ cái nỏ anh em, đầu xin cái nỏ coi. Xin cái nỏ nào. Phi đao, đậu xanh. Đồ gì phi đao anh em ơi. Đồ. Tiêu cũng là đường môn. Là phi đao cũng là đường môn vãi nồi giờ sao ta. Đâu.
Đao hả? Đao làm được 20 kim anh em. Đao này vài kim thôi, làm được 20 kim không tới đâu. Đao là kiếm người ta gọi là tiêu kiếm mà. Hello anh em, chào anh em nha. Anh em đang xem cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Đậu gì vậy? Chơi kỳ vậy anh em. Chơi kỳ vậy anh em. Đậu xanh. Giờ đây sao đây ta? Hai cái này khó tính vậy. Khải còn 3 lần hón nữa thôi. Hết rồi, 3 lần hón nữa thôi. Đồ chịu luôn á. Đậu xanh. Giờ hón cái đao hả? Đợi cái phi đao lại đánh đường môn phi đao hả? Cái nữa ra nọ. Cứu không máu thôi. Sắp ra nọ rồi à. Qua nhiễm hồn cho luôn. Phi đao ra nọ à. Cái nữa về nọ. Nọ đó Khải. Sắp ra đó. Ép cây tiêu bán cây đao gỡ vốn. Ok. Ép cây phi đao. Phi đao một cái là ra nọ. Ok. Đồ xin cái nọ anh em gì mà chua vậy. Xin cái nó đại ca. Đâu mình xin cái nó mà sao cho cái gì đâu không vậy. Xin cái nó anh ơi. Chăm xin cái nó anh ơi. Em cúi lại anh ba lại hòn kim tôn giả cho em cái nó anh ơi. Đồ thất bại. Thất bại nè mà. Đừng muốn phi đao cùi lắm. Ok dứt phi đao đi. Hốn một cây phi đao 3 lần đi Khải. Ok ok. Còn 2 lần. Đồ kiểu này khổ ơi. Còn 2 lần nữa nè em ơi. Rồi ok, dứt tiếp tục cái phi đao tiếp. Nhỏ đây, nhỏ đây. Đây là bắt 3 nè em ơi. Đây là lần thứ 16. Ui, tính ra giờ là lần thứ 16 rồi anh em. Vãi nồi. Cái này là lần thứ 16 rồi. Cây này là hai cái này. Cây phi đao thì hoán nhiều hơn. Cây phi đao thì nhiều hơn. Hai cái là 16 lần rồi. Xin cái nói đại ca. Đủ em xin cái nói nãy giờ em méo mồm rồi anh. Giờ ơi lại cái chửi thôi xong tôi rồi. Xong tôi rồi. Xong tôi rồi. Lại cái chửi thôi chịu rồi. Khải là đi chân lệnh tốt. Đậu xanh sao nhỏ dưới ta. Lại ra cây đao. Lại ra cây chùy vãi nồi. Vãi thiệt. Cái nỏ chua thiệt ta. Thôi xong lần cuối nè mày. Lần này là lần thứ 16 rồi. Đậu xanh. Dành hết cả thân sừng để hóng nỏ mà không ra nỏ. Chán thiệt chứ. Ok. Tôn thật sự luôn em. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi nè mày. Rồi ơi, một lần hón là tốn 1 kim anh em. Một lần hón tốn 1 kim. 650 xu, 200 vài này 100 vạn là khoảng 1 kim. 15 rồi, làm rồi. Để đồ em xin cái nói đây đại ca, thiệt đại ca nãy giờ. Thôi xong. Trời ơi, toàn xịt thôi vãi rồi, thôi thua. Thôi thua anh em ơi. Bắt 3 sẽ tạm dừng ở đây. 16 lần không ra cái nỏ. Thua tốn kém quá thiệt luôn. Kiếm một cái nọ đánh tống kim mà chua vãi nồi. Thôi chịu. Thôi tôi xin bái tay anh này. Đã Khải ra mùa thị tinh hóng tiếp. Vãi thiệt. Thôi bó tay. 16 lần là hết 16 kim anh em ơi. Tốn một mơ rồi. Tốn một chiều rồi. Mà không ra nọ. Thiệt anh em chứ tổ hóng binh thiệt luôn. Hóng hồi mà không ra luôn anh em. Trời ơi tôi thua. Tôi thiệt tôi thua luôn á. Tôi thua với cái hóng binh này luôn á. Hết biết nói sao. Chịu hết 2 ca dạng. Hết 2 ca dạng là gần hết 1 ca 3. Ơi hết 1 ca 6 chứ. 16 lần hết 1 ca 6 rồi. Chịu. Ok rồi Khải mua thêm thủy tinh em. Cái này Khải chịu rồi. Khải không biết sao rồi. Khải mua thêm thủy tinh hoán tiếp. Đậu xanh. Nhỏ vái nồi. 16 lần không lên. Hết đường. Anh em xem đi. Cái nào cũng ngon cả. Cái này thì nó được thêm 50 điểm sinh khí. Quên 50 điểm sinh lực là tầm 10 điểm tiềm năng anh em. Tầm 10 điểm tiềm năng của đường môn á. Khả đang định chơi đường môn á. Đó. Cái này thì sát thương hơn 2 điểm nhưng mà nó lại không có sinh lực. Ok. Bây giờ thì nếu mà có dồn thì dồn cây trì anh em à. Nếu mà có dồn thì dồn cây trì thôi. Tại vì cây trì hồi nãy giờ tính sơ qua cây trì đã được khoảng 12 lần 13 lần rồi. Cây trì khoảng 12 13 lần rồi. Còn cái đao này chỉ khoảng 3 lần thôi. 3 lần 4 lần thôi.
Ok, Khải dứt thêm Thủy Tinh Mưu tiếp, làm bắt 4 nha anh em.